Chào các bạn, hôm nay Kiden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp lãnh đạo Đảng Cộng Hòa của Hạ viện là Kevin McCarthy vào thứ Năm và đồng ý giúp Đảng Cộng Hòa giành lại thế đa số tại Hạ viện. Ủy ban Hành động Chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump, Save America PAC cho biết, Tổng thống Trump đã đồng ý làm việc với nhà lãnh đạo McCarthy về việc giúp Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Hạ viện. Save America cho biết trong một tuyên bố, nó cho biết cuộc gặp tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida là một cuộc gặp rất tốt và thân tình. Sau đó thì chính McCarthy đã đưa ra tuyên bố sau đây, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và chính quyền Trump đã đạt được những kết quả lịch sử đối với tất cả người Mỹ. Chúng tôi làm được điều này bởi vì chúng tôi đã lắng nghe và thấu hiểu những mối quan tâm của đồng bào mà bấy lâu nay chúng tôi bỏ qua. Do đó, Đảng Cộng Hòa Hạ viện đã bất chấp các chuyên gia và giới truyền thông bằng cách mở rộng liên minh đang phát triển của chúng tôi trên khắp đất nước. Hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã cam kết giúp đỡ các đảng viên Cộng Hòa được bầu vào Hạ viện và Thượng viện vào năm 2022. Đa số đảng viên Cộng Hòa sẽ lắng nghe những người đồng hương Mỹ của chúng ta và giải quyết những thách thức mà đất nước chúng ta phải đối mặt. Mặt khác, các đảng viên Dân Chủ chỉ đưa ra một chương trình nghị sự gây chia rẽ chúng ta, chẳng hạn như luận tội một Tổng thống hiện là công dân cá nhân và phá hủy các công việc năng lượng cổ cồn vì lợi ích của đất nước chúng ta. Chương trình nghị sự của Đảng Dân Chủ cấp tiến phải bị dừng lại. Một phong trào bảo thủ chống thống nhất sẽ củng cố mối quan hệ của các công dân của chúng ta và duy trì các quyền tự do mà đất nước chúng ta đã được thành lập. Trước đó trong ngày thì Newsmax đưa tin rằng Corey Lewandowski, cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump, đã xác nhận rằng cựu Tổng thống dự định sẽ tham gia tích cực vào Đảng Cộng Hòa. Lewandowski đã đưa ra bình luận của mình trong một cuộc phỏng vấn của Fox News. Tổng thống tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tán thành to lớn của các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Ông nói ông ấy tiếp tục có hàng trăm triệu đô la trong tài khoản tranh cử của mình mà ông ấy có thể sử dụng và ông ấy sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào việc tuyển dụng các ứng cử viên và yêu cầu các quan chức được bầu phải chịu trách nhiệm về lá phiếu của họ. Lewandowski đã quản lý chiến dịch tranh cử Tổng thống sơ bộ năm 2016 của cựu Tổng thống Donald Trump và là cố vấn cho chiến dịch tái đắc cử năm 2020 của ông. Ông cho biết ông hy vọng tất cả 10 thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được những thách thức chính. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì ông Biden đã phải đối mặt với sự giám sát vì phụ thuộc vào các lệnh hành pháp. Tân Tổng thống Joe Biden và các trợ lý ngày càng tỏ ra khó chịu về sự giám sát ngày càng tăng của việc ông phụ thuộc quá nhiều vào các mệnh lệnh hành pháp trong những ngày đầu tiên nắm quyền. Tổng thống chỉ trong hơn một tuần đã ký hơn 30 lệnh hành pháp và chỉ thị nhằm giải quyết đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cũng như hàng loạt các vấn đề khác bao gồm các quy định về môi trường, chính sách nhập cư và công bằng chủng tộc. Hôm thứ Năm, ông đã hủy bỏ quy định cấm sử dụng viện trợ nước ngoài của Mỹ để thực hiện hoặc quảng bá phá thai và ông cũng đã tìm cách sử dụng các mệnh lệnh để xóa bỏ các sáng kiến chính sách cơ bản của cựu Tổng thống Donald Trump, chẳng hạn như ngừng xây dựng bức tường biên giới Mỹ và Mexico và đảo ngược chính sách của ngũ giác đài dưới thời Tổng thống Trump, phần lớn cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện là Mitch McConnell cho biết hôm thứ Năm rằng sự phụ thuộc sớm của ông Biden vào hành động điều hành trái ngược với cam kết của Đảng Dân Chủ với tư cách là một ứng cử viên xây dựng sự đồng thuận. Tờ New York Times Tự do thậm chí còn để ý đăng một bài xã luận với tiêu đề dễ dàng thực hiện các hành động điều hành của ông Joe. Ông Biden hôm thứ Năm đã định khung các hành động điều hành mới nhất của mình là một nỗ lực để hoàn tất những thiệt hại mà cựu Tổng thống Trump đã gây ra bằng tiền pháp định chứ không phải khởi xướng bất kỳ luật mới nào.
Trong cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên tại phòng bầu dục sau khi ký thêm hai lệnh điều hành nữa, ông lưu ý rằng ông đang làm việc đồng thời để đẩy gói viện trợ trị giá 1,9 ngàn tỷ đô la của mình thông qua Quốc hội. Sau khi được một phóng viên hỏi rằng liệu ông có sẵn sàng chia nhỏ gói cứu trợ hay không, thì tân Tổng thống đã trả lời không ai yêu cầu tôi phải làm bất cứ điều gì. Đầu ngày hôm đó, thì giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc là Kate Bedingfield đã nổi giận trước những lời chỉ trích về các lệnh hành pháp của ông Joe Biden trong một loạt các tweet, nói thêm: "Tất nhiên chúng tôi cũng đang theo đuổi chương trình nghị sự của mình thông qua luật pháp. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để có được người Mỹ kế hoạch giải cứu đã được thông qua để bắt đầu." Trong bài phát biểu tại Thượng viện vào sáng thứ Năm, thì ông McConnell tuyên bố rằng Biden với tư cách là một ứng cử viên đã tuyên bố bạn không thể lập pháp bằng hành động trừ khi bạn là một nhà độc tài. Tuyên bố của McConnell dựa trên tuyên bố của Biden tại tòa thị chính ABC News vào tháng 10 rằng có một số điều bạn không thể làm theo lệnh hành pháp trừ khi bạn là một nhà độc tài. Nhận xét của ông được đưa ra trong một cuộc trao đổi về việc ông sẽ thúc đẩy kế hoạch tăng thuế đối với các tập đoàn và người Mỹ giàu có nhanh như thế nào. Biden và các trợ lý, bao gồm các nhà kinh tế hàng đầu của Tòa Bạch Ốc, đã nói rằng họ tin rằng hành động là một sự thay thế cho hành động lập pháp. Đồng thời, họ bảo vệ việc sử dụng nhiều hành động khi mới bắt đầu chính quyền như một chốt chặn cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ và đảo ngược một số chính sách của cựu Tổng thống Trump. Có những bước bao gồm lật ngược một số hành động có hại, bất lợi và vâng trái đạo đức của chính quyền tiền nhiệm mà ông ấy cảm thấy mình không thể chờ đợi để lật tẩy. Và đó chính xác là những gì ông ấy đã làm, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Jen Psaki cho biết. Mặc dù ông Biden đã sử dụng hành động điều hành thường xuyên hơn so với những người tiền nhiệm Tòa Bạch Ốc gần đây, nhưng ông không đơn độc là người sử dụng nhiều fiat tổng thống. Bill Clinton có 364 lệnh trong hai nhiệm kỳ, George W. Bush ký 291 lệnh trong 8 năm tại vị, và Barack Obama đã ban hành 276 lệnh trong một nhiệm kỳ của mình. Tổng thống Donald Trump đã ký 220 lệnh. McConnell hôm thứ Năm đã chế giễu rằng Biden trong tuần đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc đã ký hơn 30 hành động đơn phương và những người Mỹ đang làm việc đang bị thu hẹp dần. Ông cũng chỉ trích Obama vì đã đơn phương áp đặt ý chí của mình thông qua các mệnh lệnh hành pháp và các bản ghi nhớ. Nhưng McConnell đã ủng hộ việc cựu Tổng thống Trump sử dụng các lệnh hành pháp để đi vòng quanh Quốc hội ở nhiều điểm khác nhau trong nhiệm kỳ Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ví dụ, vào tháng 8, sau khi các cuộc đàm phán cứu trợ coronavirus sụp đổ, thì ông Trump đã ký một loạt lệnh hành pháp kêu gọi hoãn thuế, trả lương cho những người Mỹ có thu nhập dưới 100.000 đô la mỗi năm, tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên, tiếp tục trục xuất và gia hạn, mặc dù nhỏ hơn, trợ cấp thất nghiệp nâng cao đã hết hạn. Vì các đảng viên Đảng Dân Chủ đã phá hoại các cuộc đàm phán ở hậu trường với những yêu cầu vô lý không giúp ích được gì cho những người đang làm việc, nên tôi ủng hộ cựu Tổng thống Trump khám phá các lựa chọn của mình để nhận trợ cấp thất nghiệp và các khoản cứu trợ khác cho những người cần nhất, McConnell nói. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì nhóm bạo loạn BOM đã được đề cử để nhận giải Nobel Peace Prize, tức là giải Nobel Hòa Bình. Không biết nước Mỹ này còn trật tự và luật pháp hay không, khi một nhóm bạo loạn cũng được đề cử để nhận giải Nobel Hòa Bình. Những tên bạo loạn này đã khiến cho nước Mỹ mất hơn 2 tỷ đô la tiền dọn dẹp và xây cất lại tất cả những thứ mà đã bị hủy phá bởi bọn này. Đã có hơn 1.500 thương mại nhỏ và lớn đã bị những tên bạo loạn đập phá và đã có hơn 700 cảnh sát viên bị những tên này đả thương. Hồi tháng 6 vừa qua năm 2020, cuộc sống của người Mỹ sẽ đi về đâu khi những tên bạo loạn này chẳng những không bị phạt bởi những hành vi bạo động mà còn được thưởng giải Nobel Hòa Bình nữa? Quý vị nghĩ sao về vụ việc này? Mong quý vị comment ở bên dưới. Nếu những người đột nhập vào trong Quốc hội vào ngày 20 tháng 1 vừa qua là những tên bạo loạn, vậy thì những tên BOM hôi của đập phá và đánh cảnh sát là những tên gì đây? Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì đã có hai cảnh sát tự sát sau khi tham gia trấn áp người biểu tình tại Washington DC vào hôm 6 tháng 1 vừa qua. Hôm thứ Ba ngày 26 tháng 1 thì quyền cảnh sát trưởng Washington DC là ông Robert Conti cho biết đã có tổng cộng 2 sĩ quan tự sát sau khi họ tham gia trấn áp vụ bạo động tại Điện Capitol hôm 6 tháng 1.
ông Conti cho biết. Thật đáng buồn, hai sĩ quan từng tham gia trấn áp bạo động ở Điện Capitol vào hôm 6 tháng 1. Một người thuộc lực lượng cảnh sát quốc hội và một người thuộc biên chế cảnh sát thành phố đã tự sát sau vụ việc này. Trước đó vào ngày 7 tháng 1, thì sĩ quan cảnh sát Brian Sicknick đã tử vong do bị thương khi làm nhiệm vụ ngăn chặn bạo loạn tại Điện Capitol. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ, viết tắt là FBI, hiện đang tích cực điều tra để bắt giữ những người tham gia bạo loạn ở Điện Capitol. Bên cạnh đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết tắt là DHS, mới đây cũng đã đưa ra cảnh báo tình trạng bạo lực cực đoan trong nước có thể sẽ được đẩy lên mức báo động. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì tại Seattle, tiểu bang Washington, hàng trăm người dân địa phương đã đổ xô đến trung tâm y tế Swedish và Đại học Washington vào lúc nửa đêm để trích ngừa sau vụ khẩn cấp vaccine do hư tủ lạnh tại một bệnh viện cộng đồng địa phương, tức là thuốc mà để trong tủ lạnh khi mà lấy ra để mà rã đông á thì phải được trích liền ngay, nếu không trích liền ngay á thì thuốc nó sẽ hư và phải vứt đi hết. Cho nên là 1.600 liều vaccine để trong tủ lạnh mà tủ lạnh bị hư. Cho nên là nửa đêm họ đã có cái kế hoạch kêu gọi tới 1.600 người dân tại Seattle thuộc tiểu bang Washington này đến để mà trích ngừa, để mà cứu vớt không có bị làm hư hỏng mà vứt đi 1.600 liều vaccine. Thì khoảng 1.600 liều vaccine của hãng Moderna đã được trích ngừa, nếu không thì sẽ bị lãng phí khi bộ phận làm lạnh bị lỗi, và các quan chức cho hay. Sự việc bắt đầu vào khoảng 8 giờ 50 phút tối thứ Năm khi chuông báo động vang lên trên tủ đông lạnh chứa vaccine tại bệnh viện cộng đồng. Nhân viên ở đó sau đó đã gọi cho UW và trung tâm y tế Swedish để được giúp đỡ. Đến 9 giờ 30 phút tối thì một kế hoạch phân phối khẩn cấp vaccine đã được đưa ra cùng nhau. Giám đốc Kevin Brooks điều hành ở Swedish cho biết. Đến 10 giờ tối thì một không gian được tổ chức tại Swedish để phát vaccine, và đến 11 giờ đêm thì họ mở cửa cho công chúng. Vào thời điểm đó thì dòng người có cuộc hẹn háo hức có được một trong những liều thuốc đó đã kéo dài khắp khuôn viên Đại học Seattle. Họ đã nghe về phòng khám từ bạn bè và gia đình, và ngay tại đây trên Common News trong bản tin 11 giờ tối phát sóng tối thứ Năm. Những người có cuộc hẹn cho biết việc phân phối vaccine diễn ra một cách nhanh chóng và suôn sẻ, với các tình nguyện viên hướng dẫn họ nơi phải làm trong mỗi bước tiếp theo. Brooks nói rằng rất nhiều nhân viên ở bệnh viện Swedish đã tình nguyện cho trường hợp khẩn cấp đến nỗi họ phải quay đi. Tôi gọi một đợt và họ đến trong vòng 1 tiếng rưỡi, anh nói. Chúng tôi chỉ có rất nhiều người quan tâm, rất nhiều và rất rất đam mê trong việc bảo đảm cộng đồng được tiêm chủng. Một tweet từ bệnh viện Swedish là tất cả những gì cần thiết để nói về cơ hội bất ngờ để được trích ngừa. Trong tất cả khoảng 800 người đã chuyển đến phòng khám này do trung tâm y tế Swedish được thiết lập, và 800 liều khác được UW thực hiện tại hai phòng khám của họ. Và đến 3 giờ 30 phút sáng thứ Sáu thì hơn 1.600 liều vaccine đã được phân phối tại 3 địa điểm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tiểu bang Washington theo những thay đổi mới đối với kế hoạch Healthy Washington Roadmap to Recovery của tiểu bang, thì một số quận hiện có đủ điều kiện để chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2. Theo kế hoạch mới thì khu vực phía Tây, bao gồm các quận Grace Harbor, Pacific, Tustin và Lewis, và khu vực Puget Sound, bao gồm các quận Snohomish, King và Pierce, đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn 2 bắt đầu từ thứ Hai. Các chỉ số sức khỏe của khu vực sẽ được đánh giá lại vào ngày 15 tháng 2. Việc chuyển sang giai đoạn 2 sẽ cho phép quay trở lại ăn uống trong nhà với 25% công suất và cho phép nới lỏng một số hạn chế đối với các cuộc tụ họp ngoài trời, giải trí và thi đấu thể thao, đám cưới và đám tang, và các trung tâm thể dục trong nhà và các phòng tập thể dục. Nếu một khu vực không đáp ứng được 3 trong số 4 chỉ số, khu vực đó sẽ chuyển sang giai đoạn 1 trở lại. Các khu vực Đông, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc, Tây Nam và Bắc Bộ vẫn ở giai đoạn 1. Inslee cũng đã công bố những thay đổi đối với tiến trình đánh giá xem một khu vực có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo hay không. Bắt đầu từ thứ Hai thì các tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng của một khu vực sẽ được đánh giá 2 tuần một lần thay vì mỗi tuần để xác định xem chúng có thể tiếp tục với việc mở lại khu vực hay không. Anthony Anton, chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội Khách sạn Washington, đã đưa ra tuyên bố sau để đáp lại thông báo của thống đốc.
Thông báo của Thống đốc ngày hôm nay là một sự thừa nhận rằng kế hoạch làm chậm sự lây lan của virus Vũ Hán đã không thành công. Thật là không may, kế hoạch mới của ông ta không tốt hơn chút nào. Một nửa dân số của tiểu bang chúng ta giờ sẽ phải chịu một loạt các hạn chế hoàn toàn khác so với nửa còn lại. Và dịch viêm phổi Vũ Hán đã không dừng lại ở các tuyến quận và trong năm thứ hai của đại dịch toàn cầu. Chúng ta biết rằng việc đóng cửa quyết liệt 2 tháng một lần không phải là cách hiệu quả để kiểm soát sự lây lan. Khi dịch vụ ăn uống trong nhà ngừng hoạt động vào tháng 11 thì chúng tôi đã cảnh báo rằng nó có thể thúc đẩy các cuộc tụ tập vào nhà riêng, làm tăng đáng kể sự lây lan. Đáng buồn thay, chúng tôi đã đúng. Chúng tôi có dữ liệu từ các tiểu bang khác chứng minh rằng mở cửa lại là lựa chọn chính sách công an toàn nhất. Hiệp hội khách sạn Washington sẵn sàng làm việc với cơ quan quản lý về một kế hoạch dựa trên bằng chứng để cho phép tổ chức ăn uống trong nhà được quy định và an toàn với công suất là 50% hiện nay để chúng tôi có thể giảm được sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tân Ngoại trưởng Mỹ là Antony Blinken bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông và sẽ sát cánh cùng Đông Nam Á. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 27 tháng 1 thì tân Ngoại trưởng Antony Blinken cam kết là Mỹ sẽ sát cánh với các nước Đông Nam Á đối mặt với sức ép của Trung Quốc. Đồng thời Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ đã bác bỏ các yêu sách hàng hải đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông, nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế và đứng về phía các nước Đông Nam Á. Những phản ứng của chính quyền Tổng thống Biden từ khi nhậm chức cho đến nay cho thấy rõ là chính quyền mới sẽ không đi chệch khỏi lập trường an ninh cứng rắn đối với Trung Quốc từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Cùng ngày 27 tháng 1, thì Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết ông đã gửi phản đối tới Trung Quốc về việc ban hành luật hải cảnh cho phép cảnh sát biển Trung Quốc bắn vào tàu nước ngoài. Thượng nghị sĩ Philippines Francis Tolentino nói rằng ông thật sự lo lắng cho các ngư dân bởi luật hải cảnh vừa được thông qua ở Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 1. Ngư dân có thể vẫn chưa biết về luật mới này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì ở tiểu bang Washington, một thiếu niên hiện đang ở trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi cảnh sát phản ứng các cuộc gọi về một vụ nổ súng ở Tacoma vào đêm thứ Năm. Một phát ngôn viên của cảnh sát Tacoma cho biết các cảnh sát đã có mặt tại hiện trường gần đường South 27 Street and South Yakima Avenue vào khoảng 10 giờ 30 phút đêm sau khi nhận được báo cáo về các phát súng được bắn. Một thiếu niên 17 tuổi được tìm thấy trong một chiếc xe hơi không có phản ứng và các cảnh sát bắt đầu hô hấp nhân tạo. Medics được gọi đến và nạn nhân được đưa đến bệnh viện với vết thương nguy kịch, không có thông tin khác ngay lập tức. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì bí ẩn UFO đã xuất hiện trên bầu trời đêm sau đó lao xuống biển ở Hawaii. Nhiều người đã chứng kiến và quay lại được video một vật thể bay không xác định. Mà cái vật thể bay không xác định này họ gọi là UFO. Có màu xanh lam bay trên bầu trời Hawaii của Mỹ rồi lao xuống biển trong đêm. Sau đó thì họ đã gọi cảnh sát và cục hàng không liên bang để báo cáo sự việc này. Theo đài truyền hình địa phương Hawaii News Now cho biết, việc chứng kiến UFO xảy ra trên đảo Oahu của Hawaii vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 12. Các quan chức của Cục Hàng không Liên bang chỉ ra rằng không có vụ tai nạn máy bay mất tích nào trong khu vực vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một số nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy một vật thể lớn màu xanh lam từ trên không lao xuống biển. Misitita, sếp một trong những nhân chứng, nói với Hawaii News Now rằng cô đã quay được hình ảnh UFO lúc 8 giờ 26 phút tối ở Nanakuli, một địa điểm được chỉ định điều tra dân số CDP ở quận Waianae trên đảo Oahu, thành phố Honolulu, Hawaii. Từ video thì có thể nghe thấy tiếng nói của cô: "Có cái gì đó trên bầu trời, đó là gì vậy?" Ít phút sau thì một phụ nữ 38 tuổi khác có tên là Moriarty cũng nhìn thấy UFO tương tự bay ngang qua Princess Kahanu Estate. Moriarty cho biết khi nhìn thấy UFO, cô vội vàng kêu gọi mọi người đến xem. Khi đó rất nhiều người đều đang ở trong nhà để xe. Sau khi mọi người đến chỗ cô đã hỏi họ có thấy gì không. Và tất cả đều nói rằng có. Moriarty nói trước đây cô không tin vào sự tồn tại của UFO cho lắm, nhưng vật thể màu xanh mang theo ánh sáng này khiến cô và chồng cảm thấy rất tò mò
nên đã vội lên xe để chạy theo nhìn cho rõ hơn, nhưng nó bay khá nhanh. Họ đuổi theo gần 5 km và sau đó dừng lại trên đường bởi vì nhìn thấy dường như UFO đã lao xuống biển. Cô mô tả rằng nó lớn hơn cột điện nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Moriarty cho biết họ đã báo với cảnh sát khi cảnh sát đến hiện trường. Họ phát hiện còn có UFO thứ hai, nhưng khi nó bay qua một ngọn núi gần đó thì không thấy được nữa. Moriarty nói, chồng tôi nhìn lên trời thì thấy một chiếc UFO màu trắng bay qua. Chiếc màu trắng này nhỏ hơn và bay cùng hướng với chiếc màu xanh lam. Qua nhiều ngày suy nghĩ thì Moriarty vẫn cảm thấy khó hiểu trước cảnh tượng đêm hôm đó. Cô cười và nói rằng đến giờ cô vẫn chưa biết vật thể kia là gì. Hy vọng trong tương lai sẽ có người giải đáp bí ẩn này giúp cô. Trước đó vào tháng 8 năm 2019, thì một video được đăng tải trên YouTube đã ghi lại hình ảnh một vật thể bay không xác định đang lơ lửng trên bầu trời Mexico. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là các nhân chứng không những không hốt hoảng mà lại rộn ràng bình luận và cười khúc khích ở phía dưới. Vì sao họ lại cười như vậy? Về hình dáng thì UFO này khá quen thuộc, gợi nhớ lại hình ảnh của UFO đã từng xuất hiện rất nhiều trước đây trong lịch sử, đặc biệt là trong những bản báo cáo đầu tiên được đưa ra trên thế giới từ thời chiến tranh thế giới lần thứ hai cho đến nay. Nhưng không giống như hầu hết các lần nhìn thấy UFO trước đó. Chiếc đĩa bay kỳ lạ này lại đang quay cuồng trong không trung, chao đảo, nhún lên nhún xuống và nghiêng sang một bên giống như người lái không thể kiểm soát được con tàu. Điều thú vị nữa là video được quay khá rõ nét giữa bầu trời trong xanh, dễ nhìn thấy chứ không thoát ẩn thoát hiện vào ban đêm như những video phát hiện UFO trước đó. Trên thực tế thì gần đây số người nhìn thấy UFO đang ngày càng tăng, không phải trước kia chưa từng xuất hiện, mà chủ yếu hiện nay hàng tỷ người trên thế giới đều sở hữu trong tay chiếc điện thoại di động thông minh, có thể quay và chụp lại được hình ảnh chất lượng cao, dẫn đến cơn sốt nhìn thấy UFO đang ngày càng phát tán rộng rãi trên các trang mạng như YouTube và Vimeo. Điểm đáng nói trong video là thay vì chiếc đĩa bay sẽ đi theo đường thẳng hoặc đường zigzag như thông thường, thì điều khiến người xem kinh ngạc là trông nó như bị mất kiểm soát và người lái không thể điều khiển được. Thậm chí điều này còn khiến nó trở nên bí ẩn hơn những chiếc đĩa bay trước kia. Và câu hỏi được đặt ra là liệu chiếc đĩa bay này có đang được điều khiển từ xa hay là người ngoài hành tinh trên chiếc UFO này đang say rượu? Dù câu trả lời cho UFO chao đảo được nhìn thấy ở Mexico là gì, thì đó cũng là một lời nhắc nhở cho con người rằng trên thế giới này có rất nhiều điều trong vũ trụ vô tận mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải hết được. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi Kaden Channel từ đầu cho đến cuối. Mong quý vị nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Và mong quý vị nhấn cái chuông bên phải của nút subscribe nếu quý vị đã bấm subscribe rồi. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.